À, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 4 Global Success, và hôm nay chúng ta giải cái đề thi giữa học kỳ 2 nhé. Đây là phần nghe này. Rồi qua cái phần bài tập Vocabulary and Grammar, hãy chọn đáp án đúng. Bạn xem TV khi nào? Tôi xem TV vào buổi tối. Ở đây sẽ là When do you watch TV? I watch TV in the evening. Các bạn phải phân vào cái từ when. When. Câu này. Sang câu số 10, where does she go on Sunday? Cô ấy đi đâu vào chủ nhật? À, đi đâu? Where does she go? Chúng ta chọn cái câu này. À, sang câu số 11, câu này là gì? Ông ấy làm cái gì vào các ngày thứ bảy? Ông ấy tập yoga, vậy là ông ấy làm cái gì? Các bạn phải xài từ what. What does he do on Saturdays? He does yoga. Câu số 12, mẹ của tôi làm một gì? Bảy, làm việc trong cái hospital. Các bạn để ý hospital là bệnh viện, thì chúng ta phải khoanh vào cái nurse, y tá. Câu B, farmer là nông dân. Câu C, office worker là công nhân, gọi là nhân viên văn phòng. Câu số 13, what the street like? Khi mà muốn hỏi là con đường như thế nào, ngôi làng như thế nào, thị trấn như thế nào, thành phố như thế nào, các bạn nhớ là what like nhé. What's like? Nó busy. Câu số 14, what's the your best friend look like? Đúng không nào? Khi mà chúng ta hỏi ngoại hình ấy, chúng ta nhớ là look like nhé. Lúc này, bạn thân nhất của bạn như thế nào, tuổi cao. Sang bài tiếp theo của chúng ta là cái bài nhìn hình ha. Chúng ta đọc, chúng ta nhìn hình, đọc câu hỏi, chúng ta nhìn hình, chúng ta chọn A, B, or C này. What does she look like, là cô ấy trông như thế nào? Thì chúng ta thấy là tóc dài. She has long hair. Câu B, she is long. Câu C, she has short hair. Vậy thì đáp án chúng ta là câu A. Sang câu số 16, what does he do on Sunday, là anh ấy làm gì vào các ngày chủ nhật? Tập yoga này, thì chúng ta chọn là he does yoga. Cái bạn này làm gì? Đang rửa bát chén. When do you wash the dishes? When, khi nào? When do you wash the dishes, tức là bạn rửa bát chén khi nào? Mình coi câu nào đúng. I wash the dishes in the evening. I wash the dishes in the morning. I wash the dishes in the afternoon. Vậy là nó giống đầu, nó chỉ khác thời gian thôi, buổi tối, buổi sáng, buổi chiều. Và chúng ta nhìn đây có trăng rồi nè. Có trăng. Trăng là buổi tối là evening. Chọn câu A. Sang câu 18, where does he work, là anh ấy làm việc ở đâu? Câu A, ông ấy làm việc trong một cái factory. Câu B, ông ấy làm việc trong một cái farm. Và câu C là ông ấy làm việc trong một cái hospital. Vậy thì chúng ta phải phân vào câu C. Qua câu số 19, where does he go on Saturday, là anh ấy đi đâu vào các ngày thứ bảy? Nha, anh ấy đi đâu vào các ngày thứ bảy? Các bạn phải nhớ mẫu câu để dịch đấy. Câu A, he go to the sports center. Câu B, he go to the shopping center. Và câu C là he go to the cinema. Vậy thì các bạn phải thuộc từ vựng. Sports center là trung tâm thể thao, shopping center là trung tâm mua sắm, hoặc cinema là rạp chiếu phim. Và chúng ta nhìn cái hình đây là đi tập thể thao, thì chúng ta phải khoanh vào câu A, he go to the shopping center. Rồi sang cái bài số 3 La Mã. Rick đọc and complete, là hoàn thành the passive. Cái đoạn văn này sử dụng cái từ người ta cho đây. Office worker là nhân viên văn phòng. Nursing home là viện dưỡng lão. Policeman là công an. Nurse là y tá. Chúng ta điền vô. Hello, my name is Emma. I am 9 years old. I am a student. Xin chào, tên của tôi là Emma. Tôi 9 tuổi. Tôi là một học sinh. My mother là một nghề gì đó. Ở đây có chữ chúng ta không thể sai office worker được, mà chúng ta phải chọn cái nghề mà không có office worker, đó là nurse. Tại sao chúng ta không chọn policeman? Bởi vì policeman nó nói về đàn ông nha, nữ nam công an, còn nữ cảnh sát là policewoman đó. Rồi cô ấy làm việc trong một nursing home. Y tá thì phải làm việc ở đây, chỉ có là nursing home này. Nursing home là viện dưỡng lão. Mẹ của tôi thích chăm sóc old people, là người già. Take care of và chăm sóc. Mẹ của tôi thích chăm sóc người già. Bố của tôi làm một gì? Ông ấy giúp bảo vệ thị trấn, cái nơi này, cái town, thị trấn, thị xã. Policeman, công an. My older sister, chị gái. Older là già hơn và gọi là chị gái. Chị gái là một office worker, công nhân viên văn phòng. Cô ấy làm việc trong một cái office. Tất cả bọn họ đều rất là yêu nghề nghiệp của họ. Rồi vậy số 1 là nursing home nha. Số 1 là nurse, số 2 là nursing home, số 3 là policeman, và số 4 là office worker.
Sang cái bài số 4 là bài sắp xếp cả những cái từ ta cho tạo thành câu hoàn chỉnh. Thì cái nào viết hoa đến đầu câu đó là C, và tới động từ là has là có, tóc dài là long hair. Chấm. Câu 25 là mẫu câu chúng ta đã học, what đầu câu, what do you do in the morning? What do you do in the morning các bạn? What do you do in the morning? Bạn làm gì buổi sáng? Ok, hết bài nha.